Thưa quý vị và các bạn, Hoa hậu Việt Nam 2002 mang số báo danh, số cuối là số 5, số đầu là số 1 và số giữa là số 3. Thí sinh mang số báo danh 1, 3, 5, Phạm Thị Mai Phương. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Michel Darman, Chủ tịch Tập đoàn Lego Việt Nam, lên trao danh hiệu cho Hoa hậu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Dương Xuân Nam, trưởng ban tổ chức hội thi Hoa hậu Việt Nam 2002, lên trao vinh miệng và quyền trưởng cho Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương. And here they are, our last group of Miss World contestants. Vietnam. Did you hear the one about Mai Phong? She's a high school student who loves telling jokes. Mai, how we laughed. Vietnam. We have three left. Three left. It's getting tougher and tougher. I don't know if I'm more nervous or you. Well, let's bring it right out. Vietnam! Congratulations, Vietnam. Ladies and gentlemen, I give you all our 20 semi-finalists. Congratulations to all of you.